Sáng ngày 18 tháng 2, Tổ công tác giám sát của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh do Đại tá Phạm Hồng Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh làm tổ trưởng đã có buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Cao Phong. Tổ công tác đã trực tiếp kiểm tra công tác phòng chống dịch tại khu cách ly trung tâm y tế huyện và khu cách ly trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên huyện. Qua công tác kiểm tra cho thấy, huyện Cao Phong đã chủ động làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Tính đến nay, huyện Cao Phong chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm dịch. Huyện Cao Phong đã tạm cấp 200 triệu đồng để phục vụ công tác phòng chống dịch. Qua đó in 14.000 tờ rơi, 12 băng rôn, 11 đĩa truyền thông, cấp cho trung tâm y tế huyện 2 nhiệt độ từ, 3.000 khẩu trang, 50 bộ bảo hộ phòng dịch, 10 túi đựng oxy cấp cứu lưu động, thành lập 2 khu điều trị cách ly, 2 đội phản ứng nhanh, 2 đội điều trị cách ly và 10 đội phản ứng nhanh tại tuyến cơ sở. Huyện đã tiến hành kiểm tra thân nhiệt tổng số 225 người đi từ vùng có dịch về địa phương. Qua đó đã loại trừ 222 người không có biểu hiện nhiễm dịch sau 14 ngày theo dõi sức khỏe. Hiện toàn huyện còn 3 người đang được cách ly tại gia đình theo đúng hướng dẫn của ngành y tế.